Alo alo, Vani trong phiên giao dịch ngày hôm nay á thì nhà tọa lạc họ đã tận dụng tất cả những yếu tố tin tức xấu nhất về tình hình dịch bệnh ở thành phố Hồ Chí Minh và việc phong tỏa một số những tỉnh thành ở khu vực phía Nam. Khi mở phiên ra họ đã mở một cái gap down rất là lớn, đưa tất cả những anh chị nhà đầu tư cá nhân vào một cái thế. Cái gap down này khoảng tầm từ 2 đến 3% giảm ngay từ đầu phiên, nghĩa là mở phiên ra anh chị nhà đầu tư đã lỗ thêm khoảng tầm 3% rồi. Về biên độ chỉ số thì cái gap này khoảng tầm 31 điểm, rất là kinh khủng đúng không? Mới mở phiên ra thị trường giảm 31 điểm. Ha, áp lực bán trong phiên vẫn được duy trì hấp thụ khá tốt vào phiên sáng, có những lúc đạp rất mạnh và sau đó hồi phục lên trở lại, cứ đạp kéo liên tục. Nhưng đến những giai đoạn phiên chiều á thì lực bán ngày càng nặng nề hơn do một số những công ty chứng khoán họ phải tiếp tục giải chấp một cái lượng margin vượt quá tỷ lệ an toàn, họ buộc phải xả ra ngoài thị trường đã khiến cho rất nhiều những mã cổ phiếu đã sàn hoặc gần sàn. Và anh chị cũng thấy rằng là ngay từ đầu phiên á, cái việc mà mở một cái gap down 31 điểm không hề có những sự hồi phục và đạp rất mạnh. Đúng không? Thừa nước đục thả câu, đây là những yếu tố mà ép bán tháo, ép tháo hàng ra và tạo ra những biên rơi cực lớn, tạo ra những sự hoảng loạn đỉnh điểm của nhà tọa lạc. Ai mà bắt đáy á, thì một lần nữa lại tiếp tục không có ăn. Và thường có hai cách để khiến anh chị nhà đầu tư rời bỏ thị trường, đó chính là tích lũy chán nản không sinh ra biên lợi nhuận, thứ hai là đạp thật là mạnh để cắt lỗ, đẩy nhanh quá trình tích lũy lên, không nhất thiết phải tạo ra những sự tích lũy chán nản mà đạp luôn để cắt lỗ ha. Tích lũy và hồi phục với khối lượng thấp như em có chia sẻ các video trước là một yếu tố cần và đủ để tạo ra những sự chán nản dẫn đến quá trình cân bằng ở giai đoạn phía sau. Còn tiếp tục đạp mạnh thừa nước đục thả câu bằng những tin tức cực kỳ xấu giống như phiên ngày hôm nay, nó là một quá trình rút ngắn và đẩy nhanh quá trình tích lũy lên. Và những cái tin tức mà xấu nhất, tệ nhất về tình hình dịch bệnh cũng như là những cái lockdown về các tỉnh miền Nam nó đã bung ra hết trong phiên ngày hôm nay và nó tạo ra những cái biên độ như thế này. Thì những cái động lực mà ngày mai nó sẽ tiếp tục giảm mạnh tiếp á, thì nó sẽ tương đối là nó không còn nữa. Chúng ta phải có những cái nhìn nó khách quan như vậy. Ngày mai nó sẽ có những cái yếu tố gọi là dư âm bán tháo vào phiên sáng, anh chị mình phải chấp nhận điều đấy. Đó chính là những cái quán tính. Nhưng mà sau đó em nghĩ nó sẽ có những sự cân bằng và dần dần và nên mình sẽ đi vào trạng thái cân bằng thôi. Thông thường rơi càng nhanh nó sẽ hồi càng nhanh. Đấy, nên em mới chia sẻ anh chị rằng á là không nên mua mới và mua thêm bất cứ mã nào thời điểm hiện tại, chỉ quan sát, cầm một phần tiền, một phần hàng, chờ những xu hướng tiếp theo của vợ đi. Đúng không? Video nào cũng chờ đợi và chờ đợi. Trong những trạng thái hoảng loạn như ngày hôm nay cũng không phải là cái điểm để anh chị mình bán ra nha. Cổ phiếu nào xử lý thì mình đã xử lý ở những vùng trên rồi. Đúng không? Cái nào chốt lại bớt rồi này kia chốt rồi. Còn xuống là tạm thời không có xử lý nữa. Vì hôm nay rất nhiều những yếu tố mà họ đã tận dụng để tạo ra những sự hoảng loạn. Quan trọng là anh chị mình đừng có bắt đáy quá sớm là được. Vì nhiều anh chị khi thị trường rơi thì hỏi là mai có rơi nữa không? Nhưng mà khi thị trường hồi lên 2-3 cây thì anh chị lại nhắn là có mua thêm không em? Hay là lỡ không mua là nó hồi luôn rồi sao em? Đúng không? Anh chị mình vẫn có một cái lòng tham bắt đáy nhất định. Anh chị công nhận không? Đúng không? Chúng ta chỉ mua thêm và hành động khi về đi cân bằng. Giảm, tránh xử lý vội. Lỗ thì ít nhiều gì trên cái thị trường này, anh chị không cầm mã này cũng cầm mã khác. Đúng không? Quan trọng là chúng ta xử lý phù hợp thôi. Tới giờ là không có bán nữa, bán nó rất dễ ngay đấy, anh chị lưu ý những vấn đề này. Anh chị à, những cái động thái xử lý chúng ta phải xử lý ở những cái phiên mà chốt lại ở phía trên kìa. Đúng không? Còn những động thái phía sau này cảm thấy nó vẫn còn những yếu tố mà chúng ta có thể quan sát thì chúng ta phải tiếp tục quan sát. Đừng có bình quân vội. Tại sao bình quân vội mà bình quân những cái nhịp mà nó sớm á, mà nó vẫn còn những cái nhịp mà nó chưa cân bằng ở giai đoạn phía sau á, anh chị rất dễ dính những cái nhịp mà nó cái cục gia tăng của anh chị tiếp tục lỗ. Đúng không? Lưu ý những vấn đề này. Làm sao chúng ta biết được những cái ngày chủ nhật mà Hồ Chí Minh nó bùng lên 5.000 ca dịch, 5.000 ca dương tính và lockdown luôn cả những cái khu vực phía Nam, một số những tỉnh thành. Đúng không? Những tin tức mà ra cuối tuần là rất là bất ngờ, thì nó sẽ tạo ra những yếu tố bán tháo như thế này. Đó mà đội họ ép không? Sáng mở 31 điểm liền, không hề có hồi trong phiên cho anh chị xử lý đâu. Nó là như thế và những cái trạng thái mà họ muốn ép như thế này, đó chính là đẩy nhanh cái quá trình lên. Thay vì phải tích lũy một thời gian dài hoặc là hồi phục lên trong một giai đoạn thì họ đẩy nhanh như thế này sẽ khiến cho những quá trình cân bằng phía sau và hồi lên nó sẽ tương đối nhanh. Đó là như thế, anh chị lưu ý nha. Cái quan trọng nhất là anh chị xử lý phù hợp. Thế rồi, thì đi vào cổ phiếu nè. Đầu tiên là gì? ACB. Rất mạnh đúng không? Tại vì sao? Nó có quá trình cân bằng rồi. Và phiên ngày hôm nay cũng là một phiên kiểm chứng. Nó rung lắc nhưng mà nó không có những yếu tố nó quá là xấu. Đúng không? Nó chỉ giảm khoảng tầm 4% so với là những con khác là
gần sàn hoặc sàn ha, và nó mở một cái gap down cũng tương đối nè, và nó đạp xuống một tí xíu như thế này thôi, khối lượng cũng không lớn lắm đâu anh chị ha. Thì những con như thế này là những con được đỡ giá rất tốt, thì chúng ta vẫn phải tiếp tục quan sát cái giai đoạn phía sau thôi, cũng không có hành động gì thêm ở đây cả ha. Nhưng mà rung lắc anh chị mới thấy được con nào mạnh, tại vì con này những tin tức mà nó vô rổ VN30 dần dần nó đã ra, đúng không, nó có cái game đánh VN30 thành ra là nó phải giữ anh chị ha, nó là như thế. Thường thường á, thị trường lình xình con nào cũng lình xình đó, nhưng mà thị trường đạp á, tự nhiên mình sẽ thấy những con nó mạnh hơn những con khác, có nghĩa là nó không bị đạp, anh chị lưu ý nha. Đấy, nó ACB phải nó MBB nè, những ảnh hưởng chung với lại những con băng khác. Anh chị thấy cái gap down này không, cực lớn nha, nó giảm, em cứ cho là giảm gần sàn đi, mà cái gap down này á, sáng nó mở ra nó đã mất khoảng tầm gần 4% rồi, có nghĩa là trong phiên này thật ra nó chỉ đạp tiếp khoảng tầm 3% nữa thôi, chứ buổi sáng nó đã mất sẵn 4% rồi, mở cửa ra đã mất rồi. Đó là những yếu tố mà họ ép, đúng không, họ ép, họ đưa mình vô cái thế, thành ra cái con này đang bị ảnh hưởng chung với lại toàn bộ thị trường, mặc dù nó đang thủng những cái vùng hỗ trợ của nó và nó về lại cái vùng đáy nhỏ đây nè. Cái vùng hỗ trợ này cũng tương đối là không có đáng tin cậy lắm, tại vì nó hình thành khoảng tầm vài phiên như thế này nó cũng yếu. Cái vùng hỗ trợ cứng là phần phía trên này nè, đúng không, mà hiện tại là sáng nó mở cái gap down là bản chất nó đã thủng rồi, đúng không. Thì những con như thế này chúng ta phải chờ đợi những phiên sau thôi, khi mà thị trường cân bằng nó cũng sẽ là những con có những nhịp cân bằng ha. Những cái nhịp này anh chị tránh xử lý anh chị ha, đừng có xử lý sớm như thế. Rồi tiếp theo nè, BID nè, đạp tục về rồi nè, cái gap nè anh chị nhìn cái gap nè, sáng mở mắt ra cái gap nè nó mất khoảng tầm 3% rồi, đúng không, là trong phiên nó chỉ đạp tiếp khoảng tầm 3% thôi, nó là như thế. Nhưng mà con này nó về lại những cái vùng hỗ trợ cứng nhất của nó rồi này, những cái vùng tích lũy dài dặn rồi, và khối lượng không lớn nha, khối lượng mà khoảng tầm 3 triệu cổ phiếu như này là không lớn. Đấy, thì những con như thế này thì thứ nhất nó là trụ, nó bị ảnh hưởng về mặt chỉ số. Thứ hai á, là nó về lại đây là những về cái điểm cuối cùng của nó rồi, thành ra anh chị mình cứ tiếp tục quan sát ha, tránh xử lý vội những con như thế này, đúng không. Cái việc anh chị xử lý là anh chị phải chốt lãi khi mà con này nó đánh cái cây này nè mà khối lượng không đạt, đúng không. Em có chia sẻ trong cái video này, anh chị coi, chị coi lại cái video ngày 6 tháng 7 đi, đúng không, buôn lên khối lượng không đạt, nó không đủ cái mức vol là trên 15 triệu cổ phiếu là phải chốt ra một phần. Còn cái quá trình phía sau này nó đang trong cái đà mà nó chỉnh chung với thị trường nên chị mình tránh xử lý nữa, anh chị lưu ý nha. Rồi CTG nè, con này mặc dù hôm nay đạp sàn đồng ý, nhưng nó về lại những nơi bắt đầu của nó rồi, khả năng ngày mai mà cái động lực để con này giảm tiếp nó sẽ khó, tại nó về lại cái vùng mà tổ chức nó gom rồi, thành ra những con như thế này khả năng á, nó đã gọi là nó là con bị chiết khấu cực kỳ lớn rồi, đúng không, một cái biên độ 23% là quá nhiều. Thành ra những con như thế này em nghĩ là nó sẽ là những con cân bằng trước. Hai cái chuyện hồi phục mình chưa tính, nhưng mà nó sẽ có những yếu tố cân bằng để anh chị mình xử lý giai đoạn phía sau ha, tránh xử lý vội trong những phiên mà nó đạp sàn như thế này, lưu ý nha. HD băng nè cũng đạp sàn rồi kéo giật lên trong ATC, nói chung vẫn tôn trọng cái vùng hỗ trợ ha. Thì con này vẫn đang trong một cái biên tích lũy thôi, em có phân tích video trước đúng không, chúng ta phải quan sát con này giai đoạn phía sau để khi nào nó hình thành một cái mẫu hình đẹp ở đây thì mới đánh, còn hiện tại là vẫn chưa. Nhưng mà nếu anh chị nào đang có hàng á, nếu mà những cái động thái mà nó mở nè nó cũng bị ảnh hưởng cái gap nè, cái con nào nó cũng bị lỗ một khúc do cái gap down này hết, đây là những yếu tố mà họ ép trong ATO nè, đúng không. Thành ra bây giờ những cái động thái phía sau là anh chị mình phải cực kỳ quan sát, nếu nó hồi phục lên là những cái điểm anh chị mình cơ cấu, chứ không phải là cái phiên này anh chị mình bán, lưu ý nha. Liên Việt nè, con này thì hơi xấu nha. Thứ nhất cái vùng ba đáy này nè, đúng là nó phải giữ, nó tích lũy bữa giờ rồi, nó đã kiểm tra 3 lần thành công mà tới hôm nay nó lại bị một cái gap nè. Cái con này gap rất là nặng nha, gap 5%, nó đạp sàn mà buổi sáng đã mất 5% rồi, trong phiên tính ra nó chỉ giảm khoảng tầm 1 mấy% nữa là nó đã chạm sàn rồi, rất nguy hiểm đúng không. Khả năng ngày mai á, nếu mà những cái dư âm quán tính á, nó sẽ đạp về cái vùng này nè, là cái vùng bắt đầu của nó nè, đúng không, về lại những nơi bắt đầu của nó thì nó phải test lại cái vùng này, anh chị lưu ý, và sau đó có những nhịp hồi phục lên và nó, anh chị mình phải buộc cơ cấu ngay, tại vì con này nó đã gãy rồi ha. Nếu mà nó không giữ được thì nếu mà những nhịp hồi trong phiên canh cơ cấu là ok nhất ha, tại em có phân tích về cái dư địa con này đúng không, nó đã xấu rồi, thành ra là nó, nếu mà nó không giữ được nữa thì nó không còn những cái bảo kê cho nó nữa, anh chị phải canh những cái nhịp nó về lại vùng này, anh chị mình nó test xong mới giật lên là anh chị mình canh bán liền nha. MSB nè, đạp xuống về lại đây khối lượng thấp, con này không sao ha, nhìn cái biên thì nghĩ là sàn nhưng mà thật ra nó không có vấn đề gì hết. Tại sao nó sàn, anh chị phải hiểu là tại sao con này sàn, do cái gap nè, đóng cửa ngày hôm qua đúng không, mở cửa ngày hôm nay nè,
sáng nó mở cái gap 4% rồi, tính ra hôm nay nó chỉ giảm khoảng tầm 3% thôi là nó đã chạm sàn rồi, nó bị cái gap này nè. Mà anh chị biết cái gap là tổ chức nó làm đúng không, nó kê giá nào là ra cái giá đó mở cửa. Đây là những yếu tố tổ chức họ muốn ép chúng ta. Thành ra những cái cây như thế này đạp nè, nhìn thì thấy sàn nhưng khối lượng không lớn, con này không xấu ha, giữ nền này thì ok, trừ khi nào thủng nền anh chị phải cắt nha. Nó mà thủng 26.5 là buộc phải cắt nha, tránh những tình trạng giống như con OCB này nè, nó thủng cái này là nó rất mất thời gian. Còn nếu nó chưa thủng thì anh chị mình vẫn có thể nắm được, lưu ý vấn đề này và chờ những nhịp hồi phía sau. Đây không phải là điểm xử lý, lưu ý nha. Rồi tiếp theo là NVB, con này thì bo cung quá đúng không, đạp sàn khối lượng là không có nè, gần biên Hà Nội mà đạp 9% là cũng gần sàn rồi, về lại đây rồi đúng không, hơi bo cung quá, lên cũng không có khối lượng mà xuống cũng chả có khối lượng. Thành ra những con bo cung như thế này em cũng không biết phân tích ra sao, nhưng mà về những vùng mà nó cứng nhắc như thế này thì khả năng là ngày mai nó, cái động lực nó giảm tiếp nó cũng khó anh chị ha. Rồi OCB nè, con này thì khi mà nó rơi về những cái vùng mà nó quá bán như thế này thì khả năng nó lại giữ được cái đáy này đúng không, nó lại không thủng nữa, tại vì nó về lại những cái nơi bắt đầu trước rồi, giống như con CTG á, nghĩa là nó rơi một hồi cái nó về tới đây là nó hết rồi, hết biên rồi, thì nó sẽ là những cái giai đoạn cân bằng ở phía sau. Lưu ý nha, cái con này cũng bị ảnh hưởng nè, anh chị thấy nè, thật ra nó giảm đâu bao nhiêu rồi, nó bị cái gap nè, gap mở ra 3,5% rồi đúng không, cái gap hoàn toàn là do cái gap này ảnh hưởng hết ha. Và cái gap anh chị biết là 80% nó phải được lắp lại, nhưng mà gap down lắp lại là phải phải tăng lên mới lắp lại đúng không. Đó chính là những yếu tố mà anh chị lưu ý, khi nó rơi tạo gap thì nó sẽ lắp lại giai đoạn phía sau. Đó chính là những yếu tố mà khi nó đạp kịch biên như thế này á, phía sau nó cân bằng nó rất dễ lắp lại cái gap này, lưu ý ha. Cái phần trăm lắp gap nó áp dụng cả xuống lẫn lên, chứ không phải là mình cứ bi quan là nó cứ gap up cái nó quay đầu kìa nó test không em. Nó rơi nó cũng có test mà, đúng không? Nó rơi như thế này nó sẽ có những động thái nó lắp lại, nó hồi lên nó lắp lại. Anh chị lưu ý ha, nó như là những vùng kháng cự. Đấy. Rồi con này nhìn chung vẫn giữ đúng không? Giữ thì tính ra con này nó lại không xấu. Ha, nó cũng bị cái gap nhưng mà nó không đạp thủng cái đáy cũ, nó cũng không xấu lắm. Vôn cũng không lớn. Ha, quan sát thêm thì đây là một cái biên tích lũy nè. Đúng không? Nhìn chung mà nó không hồi lên cho anh chị mình bán rồi thì bây giờ mình chờ tích lũy lại. Nó có thể những cái nhịp nó hồi lên ở phía sau là chị hãy xử lý ha, tránh xử lý ở giai đoạn này. Đúng không? Tiếp theo là SHB nè. Con này thì không có vấn đề đâu, đạp lại khối lượng cũng không lớn. Nhưng mà lên bao nhiêu đây đạp lại nhìn chung không có biến động gì đó quá nhiều. Ha, con này tiếp tục thấp nhang nha. STB nè, mạnh chưa? Đây là một trong những con thể hiện sức mạnh chung với lại con ACB nè. Có nghĩa là nó kéo lên trong ATC và cái độ mà ăn hàng trong phiên của nó cực kỳ tốt. Và nó không cho nó vi phạm cái vùng đáy này. Đúng không? Đúng ra cổ phiếu nó phải giữ vậy nó mới đẹp nè. Chứ con liên việt á, nó đánh cái thế nó cũng giống nhưng mà nó lại không giữ. Thành ra nó mới xấu. Còn con này cái thế nó vẫn giữ. Ha, vẫn giữ thì anh chị mình phải quan sát, đừng có hành động vội nha. Techcombank nè, con này đúng không nè, mở cái gap nè cực lớn luôn, tính ra mở cái gap này nó đã test hỗ trợ rồi nè đúng không, ngay cái gap này đã là test hỗ trợ, tính ra con này hôm nay nó chỉ đạp thủng hỗ trợ khoảng tầm 2% thôi chứ nó không quá nhiều ha, nó không quá nhiều. Nhưng mà do là gì, yếu tố đeo bám của anh chị nhà đầu tư nhiều quá nè, nó rủ ra nè đúng không, cái việc anh chị phải chốt lại trên đây anh chị phải làm đúng không. Còn bây giờ anh chị mình tránh xử lý nữa, lưu ý khi về lại những vùng như thế này nè đúng không, đây là những vùng hỗ trợ dưới nè, tại con này đi lên nó có mấy tầng hỗ trợ mà đúng không, những cái đoạn trước này đã phân tích rồi thì đây là những vùng hỗ trợ tương đối tin cậy, nó hình thành khoảng tầm hơn 2 tuần, thì đây là những cái vùng mà anh chị mình có thể tin tưởng được, thì những cái biên độ này ngày mai nó sẽ lình xình quanh đây và nó có những sự hồi phục lên để chúng ta canh cơ cấu ha. Con này nếu anh chị mua những vùng giá tốt giống như là 52 chẳng hạn thì hồi lên như thế này anh chị mình bán ở mức cái chấp nhận lỗ khoảng tầm 2% thì cũng ok, không vấn đề gì. Ha, yếu tố đeo bám nè, nhiều bên phân tích con này tốt phòng thủ gì phải không, con này mạnh nhất thị trường ABC đây, đây đùi vô đạp cho nè, bây giờ nó như thế đeo bám nhiều là bị đạp thôi, không có mạnh yếu gì đây cả, gặp thị trường xấu nữa thì tận dụng mở gáp mới đạp luôn ha. Anh chị cân nhắc thì những con như này hồi lên lại giá 50-51 anh chị mình canh hạ, cái gáp này cũng sẽ là được lắp lại giai đoạn sắp tới, lưu ý ha. Những cái điểm đó là những điểm canh hạ chứ không phải bây giờ. Rồi TB nè, rơi tạo gáp nó về lại nơi đây rồi, nơi bắt đầu của nó nè đúng không, cái nơi bắt đầu là cái nơi cây break đầu tiên á, nó giống như con ACB nè, thấy cây break đầu tiên không, cái cây này nè đó là nó cũng về lại đấy, lưu ý nha, ngày mai nó sẽ test lại cái vùng này. Nhưng mà con này nhìn chung biến động nó lỏng quá ha, nó hơi xấu, con này hồi lên canh hạ thôi anh nha, chứ không có kỳ vọng gì thêm, nó rơi nặng quá anh chị nhìn phải thấy, ví dụ những con này nè nó rơi nặng quá, con này là siêu nặng, tại vì sao, cái biên chiết khấu nó quá lớn rồi,
thì khả năng phía sau nó hồi lên sẽ nhanh. Còn những con này thứ nhất bản chất nó không phải là dòng đầu cơ, mà nó rơi nặng như thế này khả năng rất khó để hồi lên. Nó hồi lên mất thời gian lắm, cho nên hồi lên được tí xíu anh chị mình canh cơ cấu là đẹp nhất. Cái cùng như con NBB nè, cái con bo cung này nè, cầm mà nó đạp như thế này rất khó xử lý. Đúng không? Rất khó xử lý. Thành ra là những cái nhịp mà nếu mà nó quay lại nó hồi là hạ liền. Ha, hạ liền. Thì em có nói đấy, con này đánh thì kiểu tích sản là cầm lâu chứ cầm nhanh là nó không có nhanh đâu. Rất là lâu. Mình đạp tục biên mà khối lượng thấp như này, ngày mai khả năng nó sẽ hồi lại cái vùng nền trên này. Nó sẽ tiếp tục duy trì cái nền trên này. Để anh chị canh nó hòa vốn mình chị ra cũng được. Ha, đừng có cầm mấy con này. Đấy. Vietcombank là đạp về đây là còn gì nữa. Đúng không? Những cái biên độ mà động lực ngày mai giảm tiếp nó sẽ khó. Tại vì những con này nó về lại những vùng cuối cùng của nó rồi. Đó là cái cách mà mình nhìn thị trường để mình coi con ngày mai nó còn động lực để nó xuống nữa hay không. Ha, VB thì nó nằm treo leo như thế này, nó vẫn giữ được cái đáy này đúng không? Có nghĩa là nó vẫn test cái đáy này thành công nè. Thì khả năng là ngày mai không biết phân tích con này như thế nào. Ha, nó lửng như này, chả có cái gì đỡ dưới cả. Hơi ghê ha, hơi ghê. Dòng băng anh chị thấy là ảnh hưởng rất lớn. Đúng không? Nhưng mà anh chị nhìn dòng nào hôm nay cũng vậy cả. Chứng khoán, thép hay gì cũng như nhau. Đúng không? Nhưng mà sẽ có những con mạnh, ví dụ ACB mạnh nè. Đúng chưa? Đúng không? Có những con về lại hỗ trợ khối lượng rất thấp. Anh chị canh xử lý từng con, đừng có hoảng loạn nha, đừng có tới đây rồi anh chị mình bán tháo bán để bán cắt ra, đúng không? Anh chị thấy trong phiên có những cái nhịp mà nó ăn lên ăn hàng lên rất là tốt không? Đó chính là những cái lực cầu bắt vào thị trường trở lại, hoặc là những cái lực mà tổ chức họ ép chúng ta xem mà họ mua trở lại. Anh chị lưu ý ha. Rồi dòng dầu khí nè, test lại đáy trước đúng không? Test lại đáy trước, test lại đáy trước, test lại đáy trước, đúng không? Nhìn chung là vẫn ok, không thủng những cái vùng đáy, không vi phạm. Nhưng mà nó sẽ cần yếu tố phía sau. Nó giống như giai đoạn này nè. Đây nè anh chị. Nè, nó test lại cái đáy trước nè, thấy không? Nó rơi gap down rồi nó bật lên hồi lại nè. Cái gap này sẽ được lắp lại vào ngày mai nè. Thấy không? Dạng dạng như thế. Ha, nè, test lại gap nè. Test lại đáy nè. Đó. Thấy chưa? BBT nè. Rơi tạo gap, bật lên trở lại nè. Đấy, đó là những cái động thái mà anh chị mình lưu ý. Đây nè, nó giống như thời điểm hiện tại nè. Nó gọi là test lại đáy. Lưu ý nha, những con này nó chiết khấu nó đủ lớn rồi, con gá này cũng bị ảnh hưởng bởi thị trường nè, nhưng mà nó đạp về đây nó test lại đây rồi thì chờ đợi thôi. Con này nhìn chung nó bị yếu tố điều tiết quá, em cũng khó phân tích, cái cầu nó hơi lỏng ha. Rồi BSR nè, nè vẫn test lại vẫn giữ đúng không, không quá căng thẳng. BS nè vẫn giữ đúng không. Ừ, chờ đợi thêm nha, chờ đợi thêm, vẫn chưa nói lên được điều gì đâu, nó vẫn nằm trong biên tích lũy là ok, còn lại thì chính là chờ đợi thêm. Rồi Vinhome đạp về mo rồi, đạp về đây rồi đúng không? Nơi hồi xưa mình mua nè. Đúng chưa? Hồi xưa mình mua 104 đúng không? Đó, về lại đây rồi. Về mo rồi. Đúng không? Khả năng ngày mai nó sẽ lình xình quanh đây chứ khả năng nếu nó đạp tiếp thì nó cũng khó. Vít nè. Anh thấy những cái trạng thái mà họ đạp vít trong phiên mà tới ATC họ phải kéo lên là anh chị biết là họ cũng không thể nào họ đạp con này tiếp được. Thì nó tới những cái vùng biên cuối cùng của nó rồi. Đúng không? Nó không thể nào, nó rất khó để đạp tiếp cái vùng mà giá vốn của tổ chức. VRE nè. Đúng không? Nè. Nè, đạp rất sâu với cùng giật chân lên trở lại là cũng nằm trong cái gọi là test lại đáy trước thôi, chứ không phải là thủng. Tại vì sao? Nó về lại những cái vùng giá vốn cuối cùng của nó rồi. Khả năng nó đạp tiếp rất là khó. Nó giống như con BID ha. Rồi những con dòng khu công nghiệp thì nhìn chung mà cũng chắc cũng test lại thôi đúng không? À, không quá nhiều đâu. Kênh trên nó còn chưa lên mà làm sao mà kênh dưới kênh giữa mà lên được, đúng không? Rồi ví dụ như dòng phân bón nè, vẫn giữ ha, tính ra dòng này đỡ được nè, đỡ ok nè. Nhưng mà nó cũng ở một cái trạng thái gọi là tích lũy lại thôi, chứ cũng không phải là những cái gì đó nó quá tích cực. Nhưng mà nó cũng không xấu, nó giữ khá là tốt. Nhưng mà em có chia sẻ đúng không? Hồi lên đây lao bán đi ha. Quan tầm khoảng tầm 18, 19 là bán là vừa. Ha, hạ ra là đã ok rồi, chờ nhịp hồi mà hạ. Xử lý là hồi mới hạ nha, không có hạ những cái nhịp tháo hàng nha. Lưu ý nha, đấy. Thủy sản dịch may nè, cũng test lại đáy nè. Đúng không? Cũng test lại nè. Đúng không? Tất cả đều là test lại đáy hết. Thì cùng chờ đợi thôi. Đúng không? Những yếu tố cân bằng mà test lại đáy thì phải chờ đợi. Chứng khoán nè, cũng test lại thôi. Nè, test lại cái nền nè, thấy chưa? Test lại nè. Test lại nè. Đúng chưa? Test lại nè. Có vẻ sẵn ngày hôm qua luôn nè. Đó, vẫn đang trong nền, vẫn ok. Đúng không? Tại sao dòng chứng khoán nó có một cái biên hồi phục cái phiên này nè, nó quá tốt, thành ra bây giờ nó đạp nó trả lại thôi, chứ nó cũng không có vi phạm thêm một cái gì cả, thì phải chờ đợi. Với lại em có phân tích rồi, cái dòng này nó thà nó không lên nó đi ngang em thấy lại ngon.
tốt nhất là đừng nên lên, đúng không? Lên nó là không bền đấy, tốt nhất là nó không nên lên. Còn VCI này nè, nó giống như con Techcombank, nó có nghĩa là lúc mà nó mạnh thị trường yếu thì nó lại giữ, nhưng mà lúc thị trường có những cái nhịp mà nó đạp tiếp một biên nữa thì con này nó sẽ không chịu nổi ha, nó sẽ đạp thủng luôn cả cái nền này và nó lắp lại cái gap nè. Vì thấy cái gap này lớn không, nó lắp lại nè, chuẩn chưa ha. Con này thì khả năng ngày mai phải coi nó hồi hạ thôi, chứ hơi khó phân tích nha, lưu ý nha, con này hồi hạ liền. Dòng chứng khoán á, anh chị lưu ý nha, nó giữ nền được là giữ nha, thủng nền bán liền nha, bất chấp luôn á. Dòng chứng khoán cái biên độ như thế này, một khi nó đã thủng nền nó không có lên lại đâu anh chị, lưu ý vấn đề này nha. Dòng chứng khoán nếu mà được, anh chị nào mà đang có những cái biên mà hồi phục tốt trong phiên giá xanh, anh chị canh hạ ra bớt đi. Tại vì sao, dù sao á, cái quá trình chúng ta cần cũng là tích lũy lại đúng không, nó sẽ mất thời gian, thành ra canh hồi hạ đi. Đó, dòng chứng khoán em đã phân tích những cái vấn đề mà chiết khấu nó không đủ lớn, hoặc là cái biên độ rơi nó không đủ, thì cái dư địa phía sau nó sẽ không bền lắm ha. Rồi chúng ta qua dòng thép đi, bán lẻ trước ha, bán lẻ trước đạp nè, đúng chưa, đạp nè, những cái tin tức là bách hóa xanh này, đúng không, phốt đúng không, đạp nè, khối lượng lớn luôn nè, khối lượng lớn là hơi xấu nha, lưu ý vấn đề này. Đấy, về lại đây rồi, nhưng mà cái vùng hỗ trợ của nó nằm tuốt dưới này lần nè, rất nguy hiểm nha. Những cái trạng thái mà cổ phiếu đi lên không có khối lượng, không có nền, đi xuống nó cũng sẽ y chang như vậy, lưu ý nha. Giống như con Vietcombank á, nhìn Vietcombank thấy rõ nhất nè, bạc tạch đúng không, Masan nè vẫn giữ ha, Masan vẫn ok, nhưng mà con này cầu lỏng á, mình cũng không vô được. FPT đẹp nè, đúng không, FPT vẫn đang duy trì tốt, nhìn chung nó không có ảnh hưởng gì mấy. Con này chờ tích lũy thêm và chúng ta quan sát cái giai đoạn phía sau, cũng lưu nó vô danh sách ha. Rồi thép nè, hôm nay thép em thấy ok nha, nè đạp lại nè, nó giống như dòng chứng khoán á, nó giữ được. Nhưng mà cái điểm khác của nó dòng chứng khoán là gì, chiết khấu nó đủ lớn à, cái quan trọng là chiết khấu nó đủ lớn thì giai đoạn phía sau nó hồi mới nhanh anh chị ha. Hoa sen nè, đó test lại đáy nè, nam kim nè test lại nè, đúng chưa, em thấy dòng thép khá ok đấy, nếu nó tích lũy đủ nó sẽ đẹp ha. Xây dựng nè, nam kim nè, nam long nè, thấy chưa, dòng xây dựng lại là những dòng rất mạnh ở thời điểm hiện tại, hiểu không, không hề có những sự rung lắc, thậm chí là những dòng duy nhất xanh điểm trong phiên ngày hôm nay nè, thấy xanh chưa. Những con yếu kênh dưới này đương nhiên là nó sẽ không chịu nổi, nhưng những con kênh trên nó sẽ chịu nổi nè. KDH nè, break lên đúng không, em có nói phiên ngày hôm qua đúng không, video ngày hôm qua tết cung là mai khả năng chạy rất cao đúng không, do là gì, do là những yếu tố mà thị trường nó không thuận, thành ra nó bị đạp xuống trở lại, thì khả năng con này nó phải tái tích lũy lại ở đây một thời gian, lưu ý nha. Rồi HDG nè, bị đạp tụt xuống nè. Rồi, những cái trạng thái mà vol to mà vẫn không giữ được giá xanh như thế này anh chị mình phải lưu ý. Cái con này nếu ngày mai mà nó tiếp tục tăng thì không nói, nếu mà nó không tăng anh chị canh bán chốt lại bớt đi, lưu ý vấn đề này. Tại vì sao, nó sẽ tích lũy lại ở đây, lưu ý nha. HBC là kênh dưới rồi, kênh dưới là chỉ có gãy thôi chứ không có yếu tố gì thêm. À, con đất xanh nè, nó cũng bị những yếu tố ảnh hưởng với thị trường, đó chính là nó mở một cái gap down ở đây và sau đó nó bị đạp tụt xuống, khối lượng không quá lớn. À, nó muốn rủ thêm một đợt, anh chị mình đang tích lũy nền ở đây xuống nữa. Thì con này nó đang bị yếu tố bị ảnh hưởng chung với thị trường. Thành ra chúng ta phải chờ ngày mai. Ngày mai nếu nó không hồi lên được lại đây, anh chị mình canh bán nha. Tại vì sao, nó vi phạm rồi. Nó phải giữ được cái nền này chứ, nếu đã vi phạm thì phải cắt. À, anh chị nào có đất xanh anh chị mình buộc phải bán, tại đây là những vùng biên cuối cùng của nó rồi. Lưu ý nha, nó phải hồi lên lại cái gáp này, nó lắp lại thì ok, không sao cả ha. Lưu ý những cái điểm này nó bị ảnh hưởng bởi thị trường nè, chúng ta cũng rất là khó nói, tại con nào nó cũng bị vô cái thế mà nó mở gáp như thế này cả, lưu ý nha. DBG nè vẫn giữ tốt nè, thấy nha, nó về lại nơi bắt đầu của nó rồi thì nó sẽ giữ, đúng không. Đếc nè, mặc dù đạp sàn nhưng mà sao, vẫn là trong biên tích lũy, đúng không, không vấn đề gì cả, vẫn bình thường ha. CTD nè, đạp rút chân nè, đúng chưa, vẫn duy trì biên tích lũy, đúng không, không vấn đề gì cả. Đấy, có những con mạnh, có những con sẽ có những con yếu, nhưng mà con vẫn mạnh ok, đúng không. Gamadex tăng nè, đúng không, gặp kháng cự bị bán ngược nè, cho nên trong phiên anh chị em có nói video đúng không, lên tới đây anh chị lo xử lý đi, lo bán bớt ha. Tăng tiếp nè, tăng tiếp chặn lại nha, ai có con này chặn lại. Viettel thì cũng test lại cái đáy này nhưng mà khối lượng không lớn đâu nè, những con Viettel bắt đầu có sóng lại rồi đó, anh chị mình có thể quan sát cái giai đoạn phía sau ha. Rồi dệt may TNG nè, cũng test lại đáy, nhìn chung con này không ảnh hưởng mấy, nó vẫn duy trì như thế này là vẫn đẹp, nhưng mà nếu nó thủng là cực kỳ xấu nha, lưu ý thủng là phải bán liền, anh chị lưu ý giúp em. Rồi những con dòng trụ đi,
những con như là Nam Long ơi gì đó, Novaland, đúng không? Những cái trạng thái vẫn giữ nền. Nhưng mà con này lưu ý nha, thủng là phải bán nha, thủng là cắt liền nha. Còn nó giữ thì em không nói nha, giữ thì vẫn cầm được. Tại sao những cái vùng biên này là những nơi cuối cùng của nó rồi, nếu mà nó thủng thì nó còn gì nữa, đúng không? Lưu ý vấn đề này. Rồi Vietjet như là đạp rút chân nè, thấy không? Cái thế mà trụ ngày mai nó đạp tiếp rất là khó anh chị, tại vì nó về là những vùng cuối cùng của nó rồi, những cái gì xấu nhất, tệ nhất, và nó đem trụ ra, nó xả tháo, nó đạp hết tất cả mọi thứ như thế này rồi. Anh chị tưởng tượng đi, những cái con trụ lớn mà nó mở cái gáp như thế này, à cái biên đạp nè, con nào cũng gần sàn như thế này thì làm sao mà thị trường mình không đi 50 mấy điểm được, đúng không? Cộng thêm những dòng khác, những dòng trong VN30 nữa. Vinamilk thì sao? Có vẻ như vùng này là vùng đáy rồi, đúng không? Nó vẫn không thủng được vùng này. Đấy, anh chị mình phải chờ đợi và quan sát thôi anh chị ha. Cho nên thời điểm hiện tại, chính vì vậy mà em có báo anh chị là anh chị đừng có mua mới là vậy đó. Đừng có mua thêm sớm, đúng không? Anh chị xem video nào cũng kêu quan sát, đúng không? Không có mua gì cả. Tại vì sao? Nếu mà mua sớm, anh chị thấy không? Những cái động thái mà cái tin tức dịch ra là họ sẽ tận dụng, họ đạp ngay. Và những cái đạp mà kịch biên như thế này, khả năng giai đoạn phía sau nó sẽ là những điểm cân bằng. Anh chị lưu ý giúp em. Thành ra phải chờ đợi cái đoạn phía sau này, nó đạp càng nhiều, càng mạnh, càng nhanh, biên độ càng lớn, nó sẽ hồi càng nhanh. Nè, nó đạp nè, sẽ hồi lên cực kỳ nhanh. Anh chị lưu ý, những cái gáp này nè, một khi nó đã mở ra và rơi tạo gáp thì về sau nó phải tăng lên để lắp lại. Anh chị lưu ý nha, lúc nào cũng vậy, rơi mở gáp nó sẽ có những cái nhịp mà nó lắp lại giai đoạn phía sau. Đây nè, rơi mở gáp nè, đúng không? Thì nó sẽ có những giai đoạn mà nó lắp lại ở phía sau. Anh chị phải lưu ý những cái giai đoạn mà gáp đau á, à, khi nó hồi lên nó sẽ có những cái nhịp mà nó lắp trở lại. Thấy chưa? Lưu ý nha. Những cái biên độ mà gọi là trước đó một quá trình rơi mà nó rơi tạo gáp nữa thì khả năng á, giai đoạn rất cao là phía sau nó sẽ là điểm cân bằng. Đúng không? Tại vì nó hình thành ra một biên độ gọi là rũ bỏ, ép anh chị cắt lỗ đủ lớn. Anh chị lưu ý nha, hạn chế xử lý ở thời điểm hiện tại ha. Anh chị cầm tới giờ quan trọng anh chị đừng có mua thêm trên đường đi để chi, để lỗ nhiều cục là được rồi. Cái vấn đề đó là vấn đề quan trọng, còn cái chuyện mà chúng ta chốt lại ra bớt ở phía trên đó, thì chúng ta đã xử lý hết rồi, đúng không? Những con nào chúng ta ra hàng bớt này kia ABC chúng ta đã hành động rồi, thì bây giờ chúng ta phải chờ đợi ha. Với lại trên thị trường thì đương nhiên nhiều anh chị sẽ cầm nhiều con khác nhau, nói chung em không thể nào mà em coi hết được anh chị ha. Anh chị mua giá này em không thể nào em coi hết được, thành ra là anh chị phải chú ý kỹ video để coi cái mã cổ phiếu mình như thế nào để mình xử lý. Những cái vùng nào nó gặp áp lực bán thì lên đó anh chị hẳn xử lý. Anh chị đừng có xử lý những trạng thái bán tháo. Anh chị phải biết là những cái lượng hàng dưới đó nó không còn quá nhiều nữa ha. Lưu ý vấn đề này, không phải lúc nào mình cũng bi quan đâu. Anh chị phải lạc quan và khách quan, thị trường nó là như vậy ha. Dạ rồi, em xin cảm ơn anh chị rất là nhiều. Cứ bình tĩnh xử lý ngày mai nha. Ngày mai nó sẽ có những nhịp mà nó đạp tiếp, nhưng mà nó không nhiều đâu, em nghĩ đạp không nhiều đâu ha. Biên này quá lớn rồi, giai đoạn phía sau sẽ là những điểm cân bằng và anh chị mình sẽ chờ đợi giai đoạn phía sau anh chị nha. Đừng quá hoảng loạn. Những cái tin tức dịch, ví dụ như bây giờ ra tin lockdown miền Nam, nó ra một ngày thôi chứ ngày mai nó ra thêm tin gì nữa, đúng không? Anh chị phải lưu ý những cái vấn đề này, họ tận dụng một phiên thôi anh chị ha. Mà đừng có quá bi quan. Em thấy có nhiều anh chị phân tích là gì mà những cái yếu tố kinh tế của thị trường Việt Nam mình bị ảnh hưởng bởi dịch ABC rồi đấy, đúng không? Phân tích có một phiên, cái phiên sau tăng lên, cái anh chị nói là sao, đúng không? Mình đã gọi là phân tích vĩ mô, là phân tích đường dài, đúng không? Còn phân tích theo dạng gọi là một chu kỳ sóng thì gọi là phân tích theo dạng chiết khấu là nó sẽ khác anh chị ha. Không phải lúc nào mình cũng phân tích theo kiểu là thị trường nó ảnh hưởng bởi kinh tế xong rồi tới cái bán ra cái mai hồi lại cái mấy phiên sau cân bằng nó lại mua lại à. Kinh tế đánh trong vòng 4 phiên hả, đúng không? Hay như thế, lưu ý vấn đề này ha. Dạ rồi, em xin cảm ơn anh chị rất là nhiều.